Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nhé. Mình là Trung anh em. Đấy. Thì mọi lần mình làm nhiều video về solo mới là đi bắn team anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video solo vs squad nha mọi người nhé. Không biết thằng có bắt nổi không anh em ạ. Thì thôi cứ cố gắng vậy. Cố coi như là một cái thử thách bản thân anh em. Mình sẽ đi một VS3 map shelter. Kỹ khu vực, mấy khu vực mà nó hay thường có default rồi. Tiếp qua khu này nhanh anh em, không thấy dấu hiệu gì thì làm một quẹt xuống Army Center luôn. Chân có tích chân rồi, một tích chân bot với thêm hai tích chân nữa là người rồi. Một tích chân của con bot tuần tra anh em. Ok. Trên đầu mình à, nó lút hết rồi này. Hai thằng nữa anh ạ. Ui, có cả thằng chạy ngoài vào này. Tính chân ngoài thì không biết nó bot hay người. Ăn luôn ạ. Hai thằng đều có sụt gan anh em. Nguy hiểm đấy, còn thằng ngoài hay sao ấy. Vì lúc vừa cái thằng kia mình vẫn nốc này anh em, nên mình nghĩ cái thằng có tiếng súng ở ngoài là tim thằng cuối cùng với tim nó. Nghe tiếng chân rồi này. Rồi. Ủa. Đó là GPK luôn ạ. Chất chơi người rơi vậy. Cái deck nào GPK X4 này không có đạn ra. Hai phụ kiện trắng. À, bị giật lag này. Chịu game đấy. Thế là được một team anh em ạ. Thì được một team rồi. Team này thì cũng không có đồ lắm. Mỗi thằng cuối cùng có khẩu RPK này có giá trị rồi. chung là mình bắn map shelter như này ấy, 1v3 là mình sợ gặp mấy anh em kiểu vô tích như là TFG đó mọi người. Ôi gặp hai cái clan đấy mà bắn kinh lắm. Mình thì mình vẫn luôn có chơi cùng một vài anh em để họ cũng có nghi vấn là vô tích hay là TFG hay hack. Đây có tiếng súng này anh em. Của nhà giữa nhá, thì mình để bắn mình cảm thấy chúng độ đá bắn nó cũng ảo thật. Đấy, đấy, đấy. Sụt này. Nghe tiếng sụt gan này là mình hay liên tưởng đến bọn TFG lắm các bạn. Bọn đấy nó hay mặc giáp hồi sinh với là con bọn bắn sụt đấy. À thấy này. Nó ra đấy kiểu gì ấy nhở? Thằng này nằm ngoài thôi, trong nhà mình nghĩ là vẫn còn anh em ạ. Xác kìa, trong nhà mình nghĩ chắc chắn là vẫn còn. Cũng đang hơi ngán, mình không muốn đẩy vào lắm tại vì vừa trong nhà mình nghe có tiếng thụt. Không biết vị trí của nó, đẩy vào nó ủi cho một ủi là đi đấy. Cần một khẩu thụt đậm tím thôi anh em, tầm gần nó ủi phát là đi ấy. Cho nên là mình vẫn đang muốn từ từ đã ngồi check một tí xem có động tĩnh gì, nó chạy đi đâu hay không đã. Mình sẽ vòng về sau nhà nha anh em. À, xe có người bắn kìa. Một team đang ăn xe anh ạ. Đấy, anh em mà có xem được cái video này đấy, anh em nào biết cái lối trèo ra ngoài này thì có thể comment ở phía dưới video cho mình biết nhé. Lần sau mình mà có giết được những thằng ở đấy mình biết được, mình neo ra mình nút anh em. Sụt trong nhà đâu rồi? À, xác này anh em. À, có khi nào thằng sụt là cái thằng nó